chào anh em khán giả của trường bóng đá nhá. Anh em thấy không ạ? Không khí rất sôi động. Tôi đang có mặt ở trước cổng sân vận động Mỹ Đình này. Đó. Và bây giờ thì như đã nói lúc sáng, hôm nay tôi sẽ theo diện của một khán giả và anh em ấy cùng xem là hôm nay tôi vào sẽ mang những gì nhá. Đây rồi. Bà lầu rất là nặng anh em ạ. Đây còn con vé của ông em quay phim nữa. Đấy tờ của hai anh em đang để ở đây này. Đấy. Đây. Ông em quay phim bây giờ tôi sẽ đưa một cái tấm vé như này. Đây là tấm vé của anh em tôi. Đây ông em quay phim đây đấy, đang quay phim đấy. Bây giờ thì giấy tờ các thứ là mình nói chung là trong này hết rồi. Thì tí nữa vào mình bỏ ra thôi chứ còn thôi cầm ra chứ cầm nhiều nó cũng không hay. Bây giờ anh em theo tôi. Đây, bây giờ tập này tập cũng gần 16 giờ rồi. Đây đội các cơ quan chức năng công an đang đứng đây để canh gác đấy. Hôm nay là chúng tôi sẽ ngồi khán đài B đúng không? Lo khán đài B này chắc là cửa số ghế là đã tầng 5 cổng 5 à đúng rồi, đều tầng 5 cổng 5 cả. Đấy. Hai vợ anh em như ngồi sát nhau cả. Bây giờ thì hai anh em tôi sẽ tiến vào cổng sắt vé dành cho cổ động viên. Nói chung là cơ bản thì chuẩn bị hết rồi nhưng mà cũng rất là hồi hộp anh em ạ. Bởi vì đây là lần đầu tiên mà mình đi theo cái diện nó đặc biệt này. Đấy. Mọi khi là khán giả vào dễ lắm nhưng mà năm nay thì nó có nhiều quy định nên là anh em tôi cũng rất là hồi hộp. Cũng không biết là mình chuẩn bị như thế đã được chưa. Ở nhà thì nghĩ là được rồi nhưng mà đến đây thì hy vọng là mọi thứ nó hanh thông. Đó. Đây là cậu em đi với tôi là tên là Quang. Cậu này là Breakup Show nhá. Anh em nhớ ủng hộ kênh Breakup Show của Quang nhá. Đấy. Hôm nay hai anh em Quang đây lần đầu tiên đến sân Mỹ Đình xem đá của anh em. Đúng rồi. Đầu tiên đi làm Mỹ Đình mà lại là theo khán giả cảm xúc như nào em? Vui, nói chung là hồi hộp chờ đợi những ngôi sao của Nhật Bản bất thất bại trước Việt Nam tại Mỹ Đình. Rất là tự tin đúng không ạ? 1-0 Quang Hải ghi bàn. Đấy. Em cậu em của tôi, hai anh em tôi đều đóng một quả cây đen rất là hổ báo. Không biết mấy tí bảo mấy anh công an anh nhìn có sợ không? Anh lại cho ra ngoài chết. Anh em ạ, tôi chưa có thẻ căn cước công dân gắn chip nên là tôi sẽ đi vào cái cửa này. Đó. Đây là cửa dành cho những người không có căn cước công dân. Mình cũng chưa có thời gian để làm. Để xem hy vọng là mọi thứ sẽ ok. Đây anh em ạ, tôi đã vào rồi. Bây giờ tôi đã qua cửa thành công và được đây, có một cái logo đây này. Được anh ấy gắn cho một cái logo để gọi là coi như là mình đã an toàn và đã vào. Nhưng mà tuy nhiên thì chúng ta vẫn còn phải qua một bước nữa là bước đây là cái buồng khử khuẩn. Đấy phải buộc khử khuẩn không anh? Em được phép mang điện thoại vào không ạ? À? Tôi được chưa? Đây. Thả điện thoại xuống. Ok, và 5 giây. Ok. Ba lô túi sách bỏ bên kia đây anh ơi. Vâng. Bây giờ thì tôi sẽ phải để ba lô túi sách ở đây. Cái này rất là bình thường thôi bởi vì kể cả lúc không có dịch giã thì mình cũng phải những tư trang cá nhân cũng phải gửi về đây cả. Ok, túi sách mình đã bên kia rồi thì bây giờ các anh ấy sẽ kiểm tra mình khử khuẩn đúng không ạ? Sát khuẩn. Ok, quả này đoạn này mình tạm dừng điện thoại nhé. Đang sát khuẩn thì phải tắt đi. Hành lý của tôi đây. Cảm ơn anh ạ. Cũng rất nhanh gọn thôi, khi mà mình có cái vé mình có nó đủ chứng nhận rồi thì vào rất là nhanh. À, tôi nhờ anh Quang cầm hộ tí nhỉ. Anh Quang cầm tí tôi đeo cái túi nhá. Chung là hôm nay là các bạn có hơi vất vả lúc mà đoạn vào kia thôi bởi vì mình không có được cái thẻ chip như là của anh Quang đây. Nhưng mà không sao, coi như ok rồi. Đấy, lại đàng hoàng đẹp trai. Đó, bây giờ thì anh em tôi đang tiến vào
cửa thôi, xem nào. Tầng 5 cửa 5, bây giờ tìm khán đài B. Anh em tìm B thôi, kia thì C này. Khả năng là đi rẽ sang bên này. Lên luôn, bây giờ lên luôn, nó hot lên luôn. Nói chung là anh em tôi vào vẫn còn hơi sớm, nên là tiện thì mình sẽ đi qua một vòng sân Mỹ Đình xem, là để cho anh em xem tham quan một tí nhá. Đó. Bây giờ vẫn còn sớm mà. Đây là khu khán đài B. Tí nữa chúng tôi sẽ vào từ đường này này. Đấy. Đây là các anh cứu hỏa. Hôm nay thì sau trận đấu gặp đội tuyển Australia thì việc có khán giả nên đâm ra cái công tác về mọi mặt đều phải được chuẩn bị rất là kỹ lưỡng. Từ đội ngũ an ninh cho đến những cái đội cứu thương, cứu hỏa. Đó. Lúc này chưa đông lắm anh em ạ. Có lẽ là mình đoán phải tầm 5 giờ hoặc thậm chí là 18 giờ. Bởi vì thường thì các khán giả sẽ đi theo hội nhóm, nên là việc di chuyển sẽ hơi lâu một chút. Đó. Đây. Bên này đang có một cái hội chợ, không phải là một gian hàng của Việt Nhật, của Việt Nam Nhật Bản, như kiểu các mặt hàng giữa hai quốc gia ấy. Đấy, không biết đây là một cái để tiếp thị mà. Một số khán giả đến sớm thì họ ngồi ở đây này, khu vực này để chờ đợi. Cũng có thể là họ muốn ở bên ngoài thưởng thức cái không khí một tí. Cũng phải lâu lắm rồi thì chúng ta mới có được một cái gọi là một cái ngày hội bóng đá. Bây giờ là tầm khoảng gần 17 giờ rồi. Trời nắng rất là đẹp anh em ạ. Nắng vàng luôn. Đấy. Anh em ạ, tôi đang đứng trên một chiếc xe của hội cổ động viên bóng đá Việt Nam. VFS miền Bắc. Cũng là lâu rồi chúng tôi mới được chỉ thấy lại hội VFS miền Bắc, cũng phải gần 2 năm rồi. Đó. Gần 2 năm rồi hội cổ động viên mới được vào sân. Chắc chắn là một cảm xúc rất đặc biệt. Và chúng ta hãy cùng hỏi xem anh người đại diện của hội cổ động viên VFS miền Bắc sẽ trả lời có cái cảm xúc như nào trong cái ngày đặc biệt này. Được rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ gặp một anh cổ động viên Việt Nam. Ok, em chào anh. Xin chào cả nhà. Chào anh ạ. Rất là vui. Hôm nay rất là vui khi được anh em lại được. Vâng. Rất lâu rồi chúng ta mới thấy hội cổ động viên VFS. Vâng. Cảm xúc của anh có phải nói gần 2 năm rồi chứ mới trở lại sân Mỹ Đình, anh cảm xúc như nào? Thật là nói anh em, bản thân tôi và tất cả anh em trong hội là có một tinh thần rất là chung, nó là rất là vui sướng, bởi vì sau rất nhiều khó khăn về dịch bệnh rồi cũng như là nền kinh tế, thì hôm nay anh em được chính phủ, đảng chính phủ tổ chức đồng ý cho anh em vào sân với số lượng cũng không nhiều, nhưng mà anh em đều được vui sướng và cố gắng cổ vũ làm sao tối đa sức mình để làm sao cho các cầu thủ dưới sân thi đấu hết mình với một tinh thần vì màu cờ sắc áo mang lại chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam. Vậy thì khi nghe cái thông tin mà các cổ động viên Việt Nam được vào sân thì anh cũng như hội của mình đã chuẩn bị những cái phương án kế hoạch nào cho cái ngày thi đấu hôm nay ạ? Trận đấu ngày hôm nay cũng như tất cả các trận đấu trước của đội tuyển Việt Nam thì anh em hội cổ động viên bọn tôi cũng là tổ chức rất là kỹ càng về cái phương tiện cũng như dụng cụ cổ vũ trên sân đúng theo cái hướng dẫn của ban tổ chức. Và lần này nó có một cái khác nữa, đặc biệt nữa đó là yêu cầu vào sân của ban tổ chức cũng rất là chặt chẽ và khát khao đảm bảo an toàn cho mùa dịch Covid. Đó là anh em vào sân đều phải có tiêm 2 mũi và ngoài ra còn có xét nghiệm PCR trong vòng 72 tiếng để đảm bảo, và ngoài ra còn có 5K của Bộ Y tế nữa. Thì tất cả anh em đều chuẩn bị rất là kỹ càng và chu đáo. Với cá nhân anh thì anh thấy cái sự chuẩn bị của ban tổ chức cũng như là cái việc mà mình phải thích ứng với cái điều kiện này nó có mang lại cái điều gì lạ lẫm hay là có gì đó nó với anh không? Thực ra là Covid thì cũng đã hơn 2 năm rồi, gần 2 năm thì người dân Việt Nam thì cũng như tất cả người dân thế giới thôi thì cũng thích ứng và cũng sống chung với Covid. Và mình cố gắng làm sao để giữ khoảng cách và đeo khẩu trang và hạn chế tiếp xúc khi không cần thiết để đảm bảo được cái yêu cầu. Và ngoài ra thì thấy ban tổ chức lần hôm nay tổ chức cũng rất là chặt chẽ và kỹ càng,
là người nào dùng thẻ có thẻ căn cước thì đi theo luồng có thẻ căn cước, và ngoài ra cũng có thể dùng chứng minh nhân dân và giấy tiêm hai mũi riêng, rất là phân luồng rất là rõ ràng cho anh em cổ động viên cũng như là người dân đến xem. Ok, bây giờ chúng ta sẽ trở lại trận đấu một chút. Vậy thì với cá nhân anh trong ngày đặc biệt này thì anh mong muốn thế nào về trận đấu hôm nay của đội tuyển Việt Nam trước một đối thủ rất là mạnh là Nhật Bản? Thực ra thì cá nhân tôi cũng như là hơn 90 triệu con tim Việt Nam đều mong Việt Nam mình đã sẽ thắng, nhưng mà đối thủ Nhật Bản hôm nay quá mạnh, bởi vì trong đội hình ra sân của họ, tất cả những danh sách đăng ký thì của họ có tới, tôi nhớ không nhầm là khoảng 15 người đang thi đấu nước ngoài, thì việc lắp ráp của huấn luyện viên của họ cũng rất là tài tình, nên là cầu thủ Việt Nam hôm nay sẽ gặp một đối thủ tương đối mạnh, và tôi cũng rất mong là Việt Nam sẽ thi đấu hết mình và mang lại chiến thắng cho đội nhà. Vâng, vậy anh có một cái lời chúc nào dành cho thầy trò Lê Park Sơ trước giờ xung trận không ạ? Mình chúc đội tuyển đoàn kết tự tin, đá hết mình, mang lại một cái niềm vui cho toàn thể nhân dân Việt Nam. Em cảm ơn anh. Anh mình tên là Quang. Anh Quang, Quang. Vâng. Rồi, tôi một gặp với anh Quang, hai anh em cũng vừa cuộc nói chuyện rất là vui. Thực sự là cá nhân mình thì cũng là một dưới tư cách một cổ động viên cũng rất là vui khi được thấy cái Chảo Lửa Mỹ Đình sống lại, đúng không anh? Đúng rồi. Vâng. Sau gần 2 năm hôm nay mới được sống lại với bầu không khí. Nói chung là rất khó khăn thôi, nhưng mà anh em mình thì cũng hy vọng đội tuyển sẽ đá hết mình và chiến thắng. Vâng. Anh thầy gửi lời chào các bạn khán giả. Cả nhà. Ok, cảm ơn anh. Chúc anh và cổ động viên sẽ có một buổi tối rất là ý nghĩa, và chúng ta sẽ có trận chiến thắng. Chúc anh em tăng điểm thành công. Dạ vâng, ok. Em cảm ơn anh. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục hành trình nha. Đây, những cổ động viên hiếm hoi của Nhật Bản. Hello. Good luck. Okay. Good luck. Hai anh cổ viên của Nhật Bản. Okay. Bye. Như vậy là cũng có cổ động viên của Nhật Bản anh em ạ. Mình có thấy một gương mặt rất là quen, đó là Hồng Dũng. Hôm nay Hồng Dũng. Đằng xa kia có một gương mặt rất là quen thuộc, các bạn nhận ra hay không ạ? Đỗ Hùng Dũng, người đang điều trị chấn thương. Hôm nay thì tiền vệ của câu lạc bộ Hà Nội đến xem các đồng đội thi đấu. Hy vọng là với sự có mặt của Dũng Chip, đội bóng của chúng ta sẽ được tiếp thêm tinh thần tí nữa để thi đấu tốt. Hai đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản sẽ di chuyển tới. Lúc này thì đã khoảng gần 15:30 rồi. Một lát nữa thôi thì chúng ta sẽ được chứng kiến những ngôi sao của hai đội tuyển tới sân Mỹ Đình. Anh em ạ, bây giờ tôi đang ở khu vực mà một lát nữa thôi hai đội tuyển Việt Nam Nhật Bản sẽ tới nơi, và theo thông tin mà tôi nhận được thì xe chở hai đội tuyển ở khách sạn Grand Plaza đã lăn bánh rồi, và chúng ta hãy cùng chờ đón những gương mặt, những vì sao sáng nhất của hai đội tuyển sẽ đến trong một ít phút nữa nhé. Anh em ơi, các ngôi sao Nhật Bản đã đến rồi, hàng chiếc xe. Với lực lượng của Nhật Bản thì phải chia thành hai chiếc xe như thế này, với đội chủ 27 cầu thủ cùng đội trợ lý lên tới hơn 20 người nữa, tổng cộng cũng phải trên 50 người. Theo tôi biết được thì Minamino đang trên xe này. Không đủ di chuyển, tiến gần hơn nữa. Không thể di chuyển gần hơn nữa. Thời tiết anh em ạ, mình cũng muốn được quay một ít hình, nhưng mà thôi, đây quy định của họ, họ không cho mình quay, mình cũng không thể nào làm cách nào khác được. Thôi thì mình phải tôn trọng thôi. Thời buổi bản quyền thì rất là khó khăn rồi. À, đây là Hóa Hậu Huyền My đây. Hôm nay Huyền My đến chắc là để cổ vũ cao thủ Việt Nam. Trong số đội tuyển, các thành viên đội tuyển Việt Nam thì có Đức Huy, được coi là bạn thân của đây rồi.
Đây anh em ạ, chỉ sau 5 phút chiếc xe chở tuyển Việt Nam đã tới nơi. Chúng ta thì chỉ đi một chiếc xe thôi. Tôi nhận ra huấn luyện viên Park Hang-seo đang ngồi bên trên đấy ạ. Thầy Park đang ngồi bên trên. Hy vọng là tôi có thể nán lại được lâu một chút. Thầy Park đang ngồi phía sau nhé. Xin lỗi các bạn đang ngồi phía hàng đầu. Huấn luyện Park Hang-seo thì vừa mới ra hợp đồng với VFF đến năm 2023. Trận đấu rất là ý nghĩa đối với thầy. Mặc dù ngán lại lâu một chút nhưng mà tôi cũng không thể quay được các cầu thủ xuống xe. Anh em thông cảm nhé, mình cũng đã cố gắng hết sức rồi. Bây giờ thì tôi sẽ vào trong khu vực khán giả cùng với lại cậu Quang của Break Thăm Sâu. Anh em xem hôm nay không khí trong sân như nào nhá. Let's go. Ok anh em, bây giờ tôi sẽ vào sân nhá. Chúng ta sẽ vào thôi. Trận đấu chuẩn bị diễn ra rồi. Ok. Cảm ơn anh. Như vậy là mình đã xong rồi, bây giờ còn đóng này nữa. Như vậy là chúng ta tiến vào bên trong. Cũng phải khá lâu rồi mình mới được vào trong khu này. Rất tình cờ là lần gần nhất mà mình đi sân Mỹ Đình xem bóng đá với tư cách là một khán giả thì cũng chính là trận gặp đội tuyển Nhật Bản. Khi đó mà U19 Việt Nam gặp U9 Nhật Bản tại trận chung kết NutiFood 2014. Trận đấu đó thì chúng ta để thua 0-1 khá đáng tiếc. Hy vọng là hôm nay mình sẽ không phải chứng kiến thêm một nỗi buồn nào nữa. À, lên thôi. Tôi sẽ nhờ cậu Quang tìm giúp chỗ cho anh em tôi. Tầng 4 tôi Quang nhỉ? Tầng 4 đúng không? Đây thôi. Ok. Chào phết anh em ạ. Thế này các gì tập thể dục đâu. Dài anh em ạ. Tưởng ngắn mà đường dài quá. À kia rồi. Đây cửa số này 5, cửa số 5. Ok, chúng ta vào thôi. Mình sẽ xuất trình ở giấy cho anh ấy. Đấy. Được. Rồi, cảm ơn anh. Đi ra kia ngồi đi. Mình bắt được thằng Văn Hậu rồi đấy. Bắt được thủ quan hậu rồi chỗ nào này. Tôi sẽ theo cậu em tôi ra một khu vực rất là đặc biệt. Một lát nữa thì anh em sẽ được biết vì sao chúng tôi lại ra khu vực này. Hy vọng là điều dự đoán của chúng tôi là đúng sự thật. Đây là đầu tiên mà tôi lên một chỗ cao như này đấy. Xin lỗi chị ạ. Xin phép. Đây anh em xem, nếu mà trên này nhìn xuống dưới thì không biết đâu mà lần thật. Khác hẳn với cảm giác khi xem TV hay là những lúc mà tôi đứng ở khu vực đường pit tác nghiệp. Nó rất là khác anh em ạ. Ok, chúng tôi sẽ yên vị trên chỗ này vậy. Một góc nhìn khá là thoáng. Đấy, có hai anh em tôi trên này thôi. Ây, yên vị. Cảm giác rất là lạ anh em ạ. Cảm giác rất là lạ anh em ạ. Tôi thì hay đứng dưới sân tác nghiệp. Cái chỗ đường biển quảng cáo ấy.
đây mới là lần thứ hai tôi ngồi trên khán đài, rõ ràng là rất là thoải mái, cảm giác thoải mái lắm. Ok, như vậy là tôi vừa được cậu em báo là đã có danh sách đội tuyển Việt Nam rồi. Rồi, anh em cùng xem là những ngày hôm nay sẽ thi đấu với Nhật Bản nhá. Nào, ra phòng to cho anh xem nào. Đây, mình sẽ đọc luôn là Tấn Trường này. Bộ ba là Tiến Dũng, Tuyên Hải, Duy Mạnh. Hậu vệ trái là Hồng Duy, phải Văn Thanh. Tiền vệ trung tâm là Hoàng Đức, Tuấn Anh, chơi trên cao là Quang Hải. Bộ tiền đạo là Công Phượng, Tiến Linh. Ok, rất cảm ơn Quang. Như vậy là người cầu thủ mà mình kỳ vọng ở trận đấu này là Quang Hải và Công Phượng đã đều ra sân. Mình có dự đoán Quang Hải là người ghi bàn thì mình cũng hy vọng là hôm nay Quang Hải sẽ tỏa sáng. Hoặc có thể là Công Phượng, người từng chơi rất là hay khi mà hai đội gặp nhau ở vòng chung kết Asian Cup 2019. Chúng ta lại được nghe những tiếng kèn Uzela rất là quen thuộc. Và thực sự phải nói là các bạn là mình không thích tiếng kèn này lắm. Tuy nhiên thì có thể nó là một đặc sản của Việt Nam rồi. Các cầu thủ chúng ta sẽ ra chào khán giả. Đó, họ đang nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình của những người hâm mộ. Không chú ạ. Đã có rất nhiều trái tim của người hâm mộ Việt Nam đang hướng về phía các cầu thủ. Đây là một tấm biển cổ vũ của các cổ động viên. Nào kéo căng nhá. Bây giờ đến phần quốc ca Việt Nam anh em nhá. Sự rất xúc động đấy. Ok. Là những phút đầu của tiên của trận đấu và đội tuyển Việt Nam đã nhận được sự cổ vũ rất là nồng nhiệt của người hâm mộ. Yeah. Như vậy là lúc này chúng ta đã bị đội Nhật Bản ghi trước một bàn. Không sao cả, vẫn còn thời gian anh em ạ. Cố lên, cố lên. Không sao, không sao, cố lên. Trận đấu còn dài mà, cố lên. Đây, đây là đội bóng 2 nhờ. Như vậy là Nhật Bản đã ghi bàn thứ 2 rồi anh em ạ. Họ đẳng cấp quá, có đúng một cầu thủ thôi mà làm một quả cháy lưới như vậy thì đúng là không còn gì để nói. Chán à, họ mạnh quá anh em ạ, thật sự là họ quá đẳng cấp.
lâu thế nhỉ? Sao cái Việt Nam check ở lâu anh nhỉ? Đấy rồi, người bạn check 3 đơn giản lắm, Việt Nam cũng là check lắm. Lâu thật sự luôn. Cái cảm tưởng mọi người như Việt Nam mà được va, hưởng va có lợi thì khó thật. Trọng tài sắp va nhá, trọng tài sắp va rồi anh em ơi. Trọng tài đã xích va rồi, hy vọng là sẽ có cái gì đấy nó khả quan tí. Đấy. Tôi cảm tưởng như check va là chắc cần phải ăn bát phở mới trọng tài mới check được anh em ạ. Cái Việt Nam check va là rất là lâu. Quán này phải làm cái kiểu toán giải tích nhỉ. Vậy là cũng giải hạn va trước trận là hiệu quả rồi, ok. Đúng là chúng ta có kiêng có lành, có cúng có kiêng có thờ có lành anh em ạ. Đúng là anh trước trận đội nhà ta làm quả cúng giải hạn cái là may mắn ngay đấy. Ra để chào các cổ viên Nhật Bản, những người đang sinh sống tại Việt Nam. Ở góc bên kia chúng ta có thể thấy là những cầu thủ không thi đấu của Nhật Bản, họ vẫn tập luyện mặc dù trận đấu kết thúc rồi. Sau ít ngày thì Nhật Bản sẽ có cuộc đối đầu với Oman. Trong khi đó thì Việt Nam sẽ chạm trán với Ả Rập Xê Út cũng trên sân Mỹ Đình. Ngoài đường bây giờ rất là đông rồi. Bây giờ hàng nghìn người sẽ ra các khu vực để xe để trở về. Cũng phải lâu lắm rồi, 2 năm rồi, Mỹ Đình mới lại nhộn nhịp thế này. Đó.
bây giờ là mình sẽ ra khu vực của đội tuyển Nhật đây này. Đấy. Cả khu vực của đội tuyển Việt Nam nữa để chờ các cầu thủ hai đội ra sân. À. Các Nhật Bản đã dẫn bước lên xe rồi. Đã có một lên. Chắc là tiếp những tên còn lại nhé. Đây các bạn thấy không ạ? Mới một lúc mà tôi đã thấy rất là đông rồi. Ok, như vậy là hành trình trải nghiệm mà là một khán giả bất đắc dĩ hôm nay của tôi đến đây là hết rồi. Chúng là rất là vui hôm nay được hòa đồng với bầu không khí trên các khán đài. Hơi tiếc một chút là chúng ta chưa có được chiến thắng, nhưng không sao cả, trận sau chắc chắn sẽ là thắng. Ok, và bây giờ mình xin phép được ngừng video tại đây để tiếp tục làm những nhiệm vụ khác nữa nhá. Ok, xin chào.